Chúng ta đang nói về bảy thứ tâm để sám hối. Người muốn sám hối thì phải dựa trên bảy thứ tâm này để làm cái thềm thang, cái mẫu mực cho sự phát tâm sám hối của mình. Cũng giống như mình làm bất cứ một việc gì thì mình phải có một cái điểm tựa. Thì những cái mục tiêu này nó làm cái điểm tựa, làm cái thềm thang để chúng ta vượt qua những khó khăn, để chúng ta thành tựu được cái công việc của mình. Ở đây cũng như thế. Bây giờ mình muốn sám hối mà nói khơi khơi thì mình không có tâm tha thiết sám hối. Bây giờ mình chư tổ mới đưa ra cho mình bảy thứ tâm để chúng ta dựa vào đó mà sám hối. À, hôm trước mình nói được năm tâm rồi. Cái tâm thứ nhất là cái tâm hổ thẹn. Tâm hổ thẹn là tại vì mình thấy rằng mình với Phật cũng đều là phàm phu, mà tại sao Phật ngày nay là Phật còn ta mãi là phàm phu. Bây giờ thôi mình đừng có nói chi Phật thì mình so sánh thì nhiều quá, xa quá. Giờ mình gặp một cái thiện hữu tri thức nào gần gũi mình đó, mình nói trời ơi, tôi với người đó cùng phát tâm đi chùa một lúc, mà bây giờ tôi thì cà lê vất vơ, bữa chòi bữa hộp, mà người kia thì siêng năng tinh tấn và rất giỏi cho đến giờ phút này. Đó, mình chỉ cần có một chút hổ thẹn đó thì tự nhiên sao? Nó làm cái bàn, nó làm cái thăng tiến, nó đưa mình đi lên xa một chút. Cho mình phải có cái tâm hổ thẹn thì mình mới bắt đầu mình phấn chí mình lên được. Và điều thứ hai là sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Mình phải sợ hãi cái tội lỗi do ba nghiệp thân miệng. Thí dụ như người ta sống ở đời, người ta sợ nghèo, sợ đói, sợ bệnh tật, sợ đủ thứ, nhưng mà ít ai sợ tội. Và chính vì không sợ tội cho nên việc gì cũng làm, lường cân trao đâu, gạt gẫm người này, gạt gẫm người kia, đủ trò đủ cách. Vì sao? Sợ nghèo cho nên tạo tội, sợ đói nên tạo tội, thậm chí sợ mình mất hạnh phúc cho nên cũng tạo tội. Vì mình muốn giành cái người kia phải là của mình cho nên đủ thứ những cái cách hết. Chứ ít ai nhiều khi do cái sợ cái này mà làm tội mà quên một cái là sợ cái tội lỗi. Cho nên giờ mình sợ cái tội lỗi cho nên phát tâm mình sám hối. Điều thứ ba là sợ phải chán bỏ. Phải có cái tâm chán bỏ thì mình mới có thể đi xa được. Chán bỏ cái gì? Chán bỏ cái cõi sinh tử luân hồi, chán bỏ cái cuộc sống mà sanh già bệnh chết, thương yêu mà xa lìa, thù ghét gặp gỡ. Nói như vậy không có nghĩa là mình phải chán chê nó, không phải vậy. Nhưng mà mình phải thấy những cái đó để chúng ta muốn, không có muốn dính tới nó nhiều quá, để rồi chúng ta phát cái tâm tu cho nó giỏi. Rồi cái thứ năm, cái thứ tư là gì? Phải dũng mãnh phát tâm bồ đề. Đó là cái phát tâm thứ tư. Còn cái phát tâm thứ năm là phải thấy tất cả mọi người đều là bình đẳng với mình. Phải gọi là quán niệm người thân kẻ thù phải bình đẳng, phải có lòng thương bình đẳng. Bây giờ ở trang 44 mình phát cái tâm thứ sáu. Thứ sáu, thiết tha nghĩ báo ơn Phật. Vì lẽ xưa kia trong vô lượng kiếp, chính Phật đã bỏ đầu mắt tủy não, chi tiết tay chân quốc thành, quốc gia thành trì, vợ đẹp con khôn, đã bỏ vô ngựa bảy thứ quý báu, vì thương chúng ta mà đã tu tập vô số khổ hạnh. Ân đức như vậy thật khó báo đáp, nên trong khế kinh huấn thị như sau: dầu đội trên đầu hay vác trên vai, hai vai, trải qua nhiều kiếp như các sông Hằng, cũng chưa thể nào báo đáp ơn Phật. Muốn báo ơn Phật thì ngay đời này phải cố nỗ lực, dũng mãnh tinh tấn, chịu khổ chịu nhọc, không tiếc thân mạng, hộ trì tam bảo, truyền bá đại thừa, cảm hóa chúng sanh, đồng vào biển giác. Đó là cái tâm thứ sáu chúng ta phát. Phật á, thì có tất cả mà bỏ, còn mình giờ không có gì hết mà cứ giữ. À, rồi cái thứ nữa là gì? Phật là cái người hy sinh tu tất cả các cái pháp môn
để kinh nghiệm, rồi sau đó cái nào được Phật giữ, cái nào không được Phật lọc, và Phật mới làm ra con đường cho mình. Phật giống như cái người đi vẽ bản đồ vậy đó, đi tới đằng này đo đạc rồi đi thử chỗ nào có hiểm nạn thì lại ghi vào đó, chỗ này có nạn, chỗ kia chỗ nạn, làm thành một cái bản đồ cho nó làm sao nó hoàn chỉnh, cho mình biết chỗ nào đi được, chỗ nào không nên đi, đưa cho mình. Đó, cái đó là ơn của Phật. Thí dụ như là bây giờ đó mình nghĩ tới cái thời gian Phật tu khổ hạnh đó, 6 năm tầm đạo chốn rừng già, khổ hạnh ai bằng Sĩ Đạt Ta, chim hót trên vai, xương phủ áo, hưu kề dưới gối, tuyết đương hoa. Những cái bài thơ, những bài kệ mà người ta ca ngợi về cái hình ảnh khổ hạnh của Phật. Phật trải qua hết tất cả những cách tu, rồi thậm chí Phật đã từng làm những con sư tử, những con chim, những con cá, những con cò. Quý vị đọc kinh gọi là kinh gì biết không? Bổn Sanh. Đọc kinh Bổn Sanh, trong đó Phật kể hết tất cả những tiền thân của Phật. Phật từng là con này, con kia, Phật từng là cây chuối, cây hoa gì đó. Rồi Phật kể lại trong kinh đó, ở trong kinh Phật đó có chia 12 thể loại. Thì có những cái thể loại mà Đức Phật kể những cái tiền kiếp của Ngài đó, thì sau này người ta gom lại thành ra một bộ kinh gọi là kinh Bổn Sanh. Rồi những cái sự kiện như là đệ tử của Phật, các vị Bồ Tát, các hàng đệ tử tu hành như thế nào, gom lại một quyển gọi là Bổn Sự. Kinh Bổn Sanh, Bổn Sự. Thấy không? Cho nên bây giờ người ta nói 12 bộ kinh thì phải biết là 12 bộ kinh trong đó có Bổn Sanh, có Bổn Sự. Rồi thí dụ như bây giờ đó, kinh mà người ta viết từng hàng mà đọc luôn như kinh Dược Sư nãy mình tụng là thuộc kinh gì? Kinh Trường Hàng. Trường Hàng tức là nguyên văn như vậy đó. Rồi bây giờ muốn trùng tụng là những cái ý đó, cái thể thê, biến nó thành ra những cái thể thơ năm chữ gọi là trùng tụng. Trường Hàng rồi trùng tụng, phải không? Giống như kinh Pháp Hoa đó, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, rồi bắt đầu mới gom những cái ý hồi nãy trên đó, gom lại thành một cái loại thể năm chữ ngắn gần để cho chúng ta đọc cho dễ nhớ. Thì cái loại văn như vậy gọi là văn trùng tụng. Còn cái văn ở trên gọi là văn trường hàng. Rồi ví dụ như có một cái sự việc gì xảy ra gọi là cô khởi. Như kinh Dược Sư á, cô khởi là cái gì? Phải có người khởi sự. Lúc bấy giờ Đức Văn Thù, Đức Mạng Thù thất lợi, bạch Đức Thế Tôn: con vì thương những chúng sanh mà muốn cầu thỉnh Đức Thế Tôn nói về hạnh nguyện của các Phật. Nhớ không? Lúc bấy giờ Đức Đạt Già Phạm đi châu du giáo hóa, đến thành Quảng Nghiêm, ở nghỉ dưới cây âm nhạc. Cây âm nhạc là tiếng Hán kêu là nhạc âm, mình tiếng Việt mình dịch là cây tiếng nhạc. Cái cây đó mỗi lần mà gió thổi lên, cái lá nó xào xạc nghe y như là bản nhạc vậy. Cho nên nó có cái tên là nhạc âm, cây tiếng nhạc. Rồi lúc đó Mạng Thù thất lại hỏi, thì có ai hỏi chuyện gì gọi là cô khởi. Rồi tự nhiên có một cái chuyện gì xảy ra gọi là nhân duyên. Rồi tự không ai hỏi hết, Phật tự nói gọi là tự thuyết. Thì những trong Phật giáo lời của Phật dạy sau này các vị chia ra từng phần gọi là 12 bộ kinh: Trường Hàng, Trùng Tụng, Cô Khởi, Nhân Duyên, Tự Thuyết, Thí Dụ. Có những kinh Phật đưa ví dụ này, ví dụ kia để mà thí dụ. Cho nên đọc trong kinh Pháp Hoa nhiều thể loại trong đó lắm. Chẳng hạn như là Phật đưa Hóa Thành Dụ nè, rồi Nhà Lửa của Tam Giới nè, rồi Người Cùng Tử có cái hạt châu ở chéo áo đó, nhớ không? Rồi ông vua có cái hạt châu trên đỉnh đầu nè, trên búi tóc nè, đó. Những cái chuyện vậy ta kêu là thí dụ. Có những cái kinh mà Phật đem ví dụ như là kinh Bách Dụ. Đã, kinh Bách Dụ thuộc kinh thí dụ. Hôm nay có một Phật tử gửi cái thư tới cho Pháp Hòa đấy.
Con xin cảm ơn Thầy rất là nhiều, là tại vì bao nhiêu năm nay những thắc mắc gì của con trong cuộc sống cũng như trong Phật giáo được Thầy giải thích hết ở trong cái bộ Kinh Bách Vụ rồi. Tại vì lâu nay con chỉ đi tìm những cái YouTube con coi thôi, mà con đâu có ngờ là nó có những cái dạng băng theo CD nữa. Tại vì cái thời đó mình chưa có ai quay phim, thì giảng thì thâu băng cassette thôi. Đó, thì bây giờ ta tìm được những cái bộ băng đó bằng qua cái hình thức là nhờ nghe bộ Kinh Bách Vụ, mà những thắc mắc ở trong Phật giáo, trong đời sống hàng ngày của người ta hiểu rõ hết, Kinh Bách Vụ giải thích hết. Thì cái đó là đó, mình là Phật tử mình phải biết những cái loại kinh như vậy, những cái thể kinh như vậy đó. Rồi người ta hỏi mình vậy chứ thánh điển của Phật có bao nhiêu bộ, nó tôi thấy không biết, nó tôi thấy nhiều lắm tôi thấy nhiều lắm đó. Phải nói cho được, Phật giáo có 3 bộ kinh điển: kinh, luật, luận. Hỏi kinh là gì, nói kinh là in xuống cái cục chồng bộ này qua bộ kia kêu kinh à, kinh là những lời Phật dạy gom lại gọi là kinh. Còn những cái gì mà nó thuộc về giới luật ngăn cấm thì gọi là luật. Thí dụ như năm giới nè, năm giới mà Phật tử mình thọ đó, tam quy năm giới, bát quan trai giới, thập thiện giới, bồ tát giới, tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới, tất cả những cái giới luật ấy, nó thuộc về luật giới, luật tạng. Cũng giống như một cái bài lo đó, người ta chia ra từng cái section. Hễ muốn cần cái gì là người ta dở ra cái bài lo đó, là người ta chiếu theo bài lo đó. Bài lo tức là nội quy của một cái hội. Hội nào cũng phải có cái nội quy, muốn lập hội là phải có nội quy. Ở đây là mình muốn lập một cái hội được, người ta cho mình lập hội, 3 người là được lập cái hội rồi. Nhưng mà mình phải có nội quy và mục đích. Mục đích của hội mình làm gì? Thì trong Phật giáo, Phật có 3 bộ kinh điển của Phật gồm 3 bộ: kinh, luật, luận. Nhớ cái đó. Kinh là những gì Phật nói gom lại thành kinh. Còn những cái gì mà Phật nói nhưng mà thuộc về dạng giới luật, vô bộ kêu luật. Rồi người chư tổ mới lấy luật phải lấy kinh luận giải ra cho mình để mình hiểu rõ chi tiết thì gọi là luận. Luận là luận nghị, là giải thích. Giống như là bây giờ Pháp Hòa nói, bây giờ cũng cái bộ Tỏa Ánh Lưu Ly đó, phải không? Mình luận về kinh Dược Sư, thì bây giờ nếu mà chép cái bộ đó ra thành sách đó, thì cái bộ đó thuộc về luận giảng. Kinh giảng nhưng mà nó thuộc về luận nữa, nó cũng là dạng luận giảng. Cho nên là kinh, luật, luận là 3 bộ thánh điển của Đạo Phật. Rồi trong những cái bộ kinh này chia được 12, thành chia 12 thể loại, 12 thể loại của kinh. Có những cái chuyện Phật nói không thể tưởng được, không thể, khó tin lắm, kêu vị tằng hữu. Vị tằng hữu có nghĩa là những cái điều mình không thể nào mình tin tưởng, người đó nó có vị tằng hữu. Bây giờ ở đây á, mình nghĩ tới ơn của Phật. Ơn Phật lớn lao chẳng nghĩ lường, cũng vì bác ái với tình thương, xả thân cầu đạo, không màng những cái cực nhọc, cái khó khăn. Thì trong này ta kể ra, mình nghĩ đến ơn của Phật. Như vậy thì mình tu á, là một trong những cái mình tu là để mình đền ơn cho Phật. Bây giờ muốn đền ơn cho Phật thì người ta nói là sao? Dầu mình đội ở trên đầu, đội Phật trên đầu, hay vác Phật ở hai bên vai, trải qua nhiều kiếp như các sông Hằng, cũng chưa thể nào báo đáp ơn Phật. Nếu mình có làm cái chuyện đó cũng không báo đáp, mà thật sự Phật không có cần mình làm cái đó đâu. Bây giờ người ta xác định lại Phật muốn mình làm gì nè. Muốn báo ơn Phật thì ngay đời này phải cố nỗ lực dũng mãnh tinh tiến. Phải nỗ lực tinh tiến, phải dũng mãnh vượt những khó khăn. Như vậy gọi là báo ơn Phật. Tại vì mình bây giờ mình tu á, thì mình cũng ham, nhưng mà cái tinh tấn thì thiếu, mà cái dũng mãnh cũng yếu. Dũng mãnh là sức mạnh của nội tâm.
Thử thời bây giờ ấy, mình làm gì ấy, mà ai mà chê mình cái là mình rút. Sợ, mình không dám làm. Hoặc là mình hồi chiều này Pháp Hòa đi về, Pháp Hòa nhận được cái mail của một cô Phật tử email tới con câu một: bạch thầy, không vì vui bằng tụng trọn một thời công phu mà không bị cái sự buồn ngủ, cái sự ma chướng nó làm cho mình đau khổ. Có nhiều người tụng kinh, tụng một thời kinh tụng không có được, tại vì mới vừa mở kinh ra là bắt đầu mắt nó liêm diêm, nó sụp, mà hãy khép cuốn kinh cho nó tỉnh, nó ngộ vậy đó. Cho nên cái vị Phật tử đó đau khổ với cái bệnh gọi là trầm, hôn trầm của mình, mà hôm nay tụng một trường hồi kinh mà tỉnh queo, không bị buồn ngủ, mừng quá, viết cái thư cho Pháp Hòa một câu thôi: không gì vui bằng tụng được một thời công phu mà không bị gọi là chướng ngại. Thì quý vị thấy không, cái người ta khổ trong cái sự nghiệp chướng đó, mà người ta mong thoát được nó, cái thì người ta thoát được nó, người ta mừng. Còn mình bây giờ mình có, mình không biết quý. Mình có cái khả năng tụng kinh hạnh phúc, tụng kinh không buồn ngủ, chỉ thỉnh thoảng mệt quá mới ngủ thôi. Hay là mình nghe pháp không buồn ngủ, chỉ thỉnh thoảng khi nào nằm xuống nghe thầy nói mới ngủ thôi. Có một Phật tử từng rồi, em này nó còn trẻ lắm, nó nói: thầy, nghe thầy giảng mà nằm có tội không? À, Pháp Hòa hỏi, nó hỏi chứ ngủ có tội không? Có hỏi làm sao vậy? Nó nói đêm nào con cũng mở thầy giảng hết đó, nhưng mà thật sự ra mở để thầy nói cho con ngủ thôi. Chứ không nghe gì. Thì mình mới biết á, muốn báo ơn Phật thì ngay trong đời này phải cố nỗ lực, dũng mãnh tinh tấn, chịu khổ chịu nhọc. Mình tu mà khổ không khổ thì sợ, nhọc cũng sợ, thì không làm gì đi xa hơn được. Cho nên Pháp Hòa mới nói với các chú cũng vậy. Mình ở trong chùa đó, mình tụng kinh, mình nghe giảng chưa đủ đâu, phải chịu khó chịu nhọc làm công quả, vì đó là cái cơ hội mình tạo cái phước cho mình. Mình nghe kinh, mình học đạo, mình nghe giáo lý là mình tăng trưởng cái trí thôi, nhưng mình không có làm việc thì nó không có sanh cái phước. Cho nên đời này mình thấy cái việc gì làm được mình làm đi, đừng có sanh nặng. Và cái việc đó mình phải nghĩ rằng đó là cái phước của mình làm. Tại sao? Mình có sức khỏe để làm, mình có khả năng làm và có cơ hội thấy cái đó để cho mình làm. Có nhiều người muốn làm, sức khỏe không còn để làm. Chứ đời này mình còn chút sức khỏe, làm đi, làm trong cái khả năng của mình. Quý vị biết á, tối khuya thứ năm thì Pháp Hòa mới nhận được tin là ở dưới Regina có một ông cụ 100 tuổi mất, mà bây giờ gia đình muốn thỉnh một trong hai thầy xuống để giúp giùm cho cái tang lễ. Thì Pháp Hòa đi đón thầy viện chủ, khuya đêm thứ năm nó đi đón thầy viện chủ. Thầy viện chủ đi Toronto cúng rằm tháng giêng, mà đúng ra đó là 9 giờ rưỡi tối thầy đã về tới đây rồi, mà rốt cuộc á 9 giờ rưỡi tối thầy mới lên máy bay. Thì tính 4 tiếng đồng hồ thì 1 giờ rưỡi về tới đây. Thầy lên máy bay là thầy chắc chắn là máy bay bay rồi, thầy mới dám gọi về. Thầy nói bây giờ là chắc chắn là bay rồi đó. Thì Pháp Hòa canh 4 tiếng sau, tức là 1 giờ rưỡi sáng, 12 giờ rưỡi Pháp Hòa đi rồi. Ra tới ngoài nhìn lên cái screen đó, mới biết là chuyến bay delay tới 3 giờ. Thế thì Pháp Hòa phải ngồi ở ngoài đó cho tới 3 giờ sáng, đã đợi thầy lấy hành lý nữa, 40 phút sau hành lý mới ra tới. Chở thầy về là 4 giờ rưỡi, quay lại về đây cái 5 giờ sáng rồi. 5 giờ sáng rồi thì bây giờ phải giải quyết cái chuyện đám tang. Thầy mới nói là chiều ngày trưa ngày thứ sáu thầy không thể đi được, là vì thầy có cái lớp dạy cho quý vị trên đó rồi, thầy phải có buổi họp.
Cho nên rồi Pháp Hoa thì không đi được ngày thứ bảy, là vì hôm nay là ngày tu của Tây Phương. Thế là phải bút hai cái vé. Pháp Hoa phải bay xuống thứ đó chiều thứ sáu để làm lễ nhập liệm phát tang. 11 giờ đêm thầy viện chủ tới để sáng hôm nay thầy đưa đám. Mà trước đó một đêm là mất ngủ rồi nha. Ngày hôm qua xuống tới dưới đi đón thầy về, rồi Phật tử ngồi chơi nói chuyện cũng tới 3 giờ. Sáng nay 4:30 Pháp Hoa ra phi trường rồi. Ra tới phi trường để chuyến bay 6 giờ bay. Lên máy bay rồi, 10 phút sau ông phi công ông ra ông xin lỗi, ông mời xuống hết. Tại vì trời sương mù quá bay không có được. Mà hồi sáng chú Minh Tường chở đi phi trường là lạc rồi, là tại vì mù mịt đến mức độ không thấy cái bản quẹo vô phi trường nữa. Chú đi đoạn nó hút cái chú nó chết mồ rồi, mình đi đâu ra tới ngoài này. Thế là phải đi từ 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 mò đường quay trở lại. Thì cũng kịp giờ, nhưng mà lên tới đó sương mù quá, không có chuyến bay nào đi được hết. Rồi cù cưa cù nhằn, đúng ra Pháp Hòa về tới đây là 8:30 sáng, là 9 giờ kịp cái lớp thiền cho Tây Phương. Vậy mà tới 11:30 mới mò về tới nhà. Quý vị thấy không? Cho nên ở đời nhiều khi á, có những cái mình nghĩ á, nó vậy đó mà nó không phải vậy đâu. Nó khổ hơn vậy nữa. Nhưng mà rồi cái người mà người ta không có chịu cực chịu khổ thì người ta bực bội lắm. Tôi nói trời ơi, tự nhiên đi xuống dưới này chứ có một cái buổi lễ mà nó mất thì giờ rồi thế này thế kia. Nhưng mà thật sự ra tất cả những cái đó mình chịu khổ chịu cực để làm gì? Đâu phải vì cái lợi lộc gì đâu, chỉ vì muốn phụng sự chúng sanh, muốn làm những cái gì đó. Để làm gì? Trong này mới nói là cảm hóa chúng sanh. Bây giờ người ta có người thân mất, mà người ta có cái hữu sự người ta cần mình, mà mình từ chối thì cũng không được, thì phải chịu khó mà đi. Mà đi thì mình thấy đi rất là dễ, bút vé là đi. Nhưng mà trên cái đoạn đường đi dù chỉ 1 giờ đồng hồ bay, Pháp Hòa phải bay xuống Calgary, rồi chờ ở đó rồi mới lấy chuyến bay về là Edmonton. Thấy không? Thành thử ra tất cả những cái gì mình làm, mình cứ nghĩ chỉ vì muốn báo bền ơn của Phật. Về tới đây là 11:30, 12 giờ là bắt đầu vô sinh hoạt cho người Tây Phương, cho tới hôm nay, cho tới chiều 4-5 giờ mới xong. Rồi là xuống ăn cơm chút, là lên là tụng kinh, rồi giờ sinh hoạt với đại chúng. Thì hôm nay trong cái lớp ngày tu học của Tây Phương á, có 2 người ở bên bên nước Âu Châu, một cái nước bên Âu Châu nó kêu là Phần Lan hay cái gì đó mà quên rồi. Thì cái ông đó ông mới hỏi chứ tại sao thầy gọi chúng tôi là brothers and sisters. Thì Pháp Hòa mới giải thích cho họ hiểu là lý do tôi gọi quý vị bằng anh chị là bởi vì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đến cái đất nước này và chính phủ Canada cũng chiêu đãi tiếp đãi chúng tôi như những người dân của quý vị đó, không có kỳ thị. Không có nói là mình là người tị nạn, mình là dân gì phải cho tiền mình ít hơn. Tất cả những cái gì người dân ở đây được hưởng, người dân của chúng ta cũng đều được hưởng đồng đẳng như vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng á, mỗi một cái ngày sinh hoạt của tôi với người Tây Phương, một buổi ngồi thiền của tôi, một buổi nói chuyện của tôi mà giúp ích được cho quý vị, thì tôi rất là vui, là tại vì tôi đã đền đáp được cái ơn gì cho đất nước này. Và nói xa nữa là tôi đền ơn cho Phật. Thành thử bây giờ mình cứ nghĩ, mình cứ nghĩ là cái ơn của Phật bất khả tư nghị, làm sao nói cho hết được. Quý vị thấy không, mình qua đây không có, mình không có cơ sở, mình không có tiền của gì hết, nhưng mà nhờ mình làm đệ tử Phật, cho mình kêu gọi mình nói giờ mình muốn làm đạo tràng tu học, thì Phật tử người một chút, thì ai là đệ tử Phật thì hùng vô để mà phụ xây dựng cơ sở. Bây giờ mình ngồi có chỗ mình ngồi yên thấm như vậy, không phải là nhờ ơn Phật sao? Nhờ ơn Phật, người nào đệ tử Phật thì nhờ ơn là đóng góp. Cho nên mình nhờ ơn của Phật.
mà ở chùa cũng nhờ ơn của Phật, có Phật đây cho mình hưởng ké. Người ta nói tôi mang vô bao gạo cúng Phật, tôi mang dĩa trái cây vô cúng Phật, cái gì mang vô đây cũng nói cúng Phật hết, mà rốt cuộc ai cúng, ai cúng mình. Mình ơn, mình nhờ, mình thọ ơn của Phật, mình ăn ké của Phật. Làm cho nên nó nhiều khi là Phật cho mình thêm cái danh nữa, cho mình cái danh là Phật tử. Mình là, danh của mình là Phật tử, cái danh của mình là đệ tử Phật, cho nên đi tới đâu mang cái danh đệ tử Phật. Nhiều Pháp Hòa mỗi lần mà đi ngang custom của Mỹ, ổng nhìn vô cái passport Pháp Hòa, ổng thấy có tháng đi mỗi tuần luôn. Ổng hỏi đi đâu vậy? Đi thăm bạn. Bạn gì nhiều dữ vậy? Ổng hỏi chứ bạn gì nhiều dữ vậy, rồi quen sao? Pháp Hòa mới nói bạn đạo. Có ông mà khỏi cần nhìn luôn, cho đi. Biết nói làm sao? Nhìn cái thân tướng của cái người tu tu Phật á, thấy nó có một cái điềm đạm ở trong đó. Ổng nói chứ mình không nói. Mình đi ngang ổng hỏi thầy là thầy tu Phật giáo đó. Dạ. Nó I can tell the peace, the peaceful practice, the peaceful religion, một tôn giáo hòa bình. Vậy là mình nhờ ơn của Phật. Cho bây giờ ở Việt Nam đó, mùa Tết năm nay nhiều người nhờ ơn Phật lắm nha. Cạo cái đầu quấn cái áo vàng đứng trước cửa chùa, cái đưa cái bình cũng có một chút. Giả nhiều lắm. Giờ đi qua bên Ấn Độ cũng vậy. Những cái thánh tích của Phật là thôi quá trời người ta xung quanh. Bình thường là vắng hoe, không có ai trơn. Ảnh núp ở đâu hay lắm. Và chỉ cần mà anh thấy mình móc tiền ra cái thôi, ngàn người nó bu 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 vậy đó. Muốn báo ơn Phật thì phải cố nỗ lực tinh tấn, chịu khổ, chịu nhọc, không tiếc thân mạng. Không có tiếc thân mạng. Cho nhiều khi Pháp Hòa tối và ra lại Phật, Pháp Hòa nguyện vậy đó. Đời này con nguyện cúng dường cho Phật Pháp, mà nếu mà Tam Bảo thấy con làm được việc gì thì Tam Bảo giao phó cho con làm. Mà con làm việc gì mà vì Tam Bảo mà làm thì Tam Bảo gia hộ cho con làm. Chứ mình có giỏi gì đâu. Bây giờ mình nhân danh Tam Bảo mình làm thì chuyện là chuyện của Tam Bảo. Giống như hôm qua thầy viện chủ thầy kể, thầy nói có một Phật tử lên là biết coi bói mà. Bấm 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 hỏi thầy tuổi gì. Xong rồi nói trời ơi thầy cất chùa nhầm cái năm không tốt. Cái chùa này có chừng nó sụp đó. Thầy mới nói thầy ở ké Phật chứ thầy chùa này chùa của Phật mà thầy cũng không biết Phật tuổi gì nữa. Nên cái chùa này chùa của Phật, thầy chỉ ở ké thôi chứ không phải của thầy. Thầy thử ra thầy hoặc thầy cũng không biết Phật tuổi gì nữa, thử khó coi quá. Không có tiếc thân mạng, hộ trì Tam Bảo. Hộ là gì? Là ủng hộ. Ủng hộ giúp đỡ kêu là hộ. Trì là gì? Là giữ gìn. Ủng hộ để giữ gìn cái chỗ đó cho nó dài lâu là kêu hộ trì. Cho nên nhà Phật mới có cái danh từ là hộ trì Tam Bảo. Có một cái ban gọi là ban hộ trì. Ở đây mình không có ban hộ trì, nhưng mà cái ban này vô hình vô tướng, réo lúc nào cũng hộ cũng trì hết. Ban hộ trì. Chữ hộ là ủng hộ. Ủng hộ tinh thần, ủng hộ vật chất, để mà giữ gìn cơ sở này, giữ gìn cái ngôi. Cho nên người ta thường nói không, Phật Pháp trường tồn do tăng già hoằng hóa, thiền môn hưng thịnh nhờ đàn Việt phát tâm. Sở dĩ Phật Pháp được trường tồn thì nhờ quý thầy đi truyền bá. Nhưng mà cơ sở chùa chiền của Đạo Phật được duy trì phát triển thì phải nhờ ở nơi các thí chủ cúng dường. Hai việc làm, tăng già thì truyền bá chánh pháp, cư sĩ còn có đi làm, có khả năng thì hộ trì cho cơ sở được có. Phật Pháp trường tồn do tăng già hoằng hóa, thiền môn hưng thịnh nhờ đàn Việt phát tâm. Nhưng mà mỗi người phải phát tâm một cách. Có người thì in kinh, in sách, có người thì lo chuyện này, có người lo chuyện kia. Cho nên mỗi người ủng hộ một cách.
Cho nên bây giờ muốn báo ơn Phật thì ngay đời này nỗ lực tinh tấn dũng mãnh, chịu khổ chịu nhọc, không tiếc thân mạng, hộ trì tam bảo, truyền bá đại thừa, cảm hóa chúng sanh đồng vào biển giác. Đó là cái lý do thứ sáu để chúng ta phát tâm. Bây giờ mà tu mà lỡ có chuyện gì nó xảy đến với mình thì nhớ câu này: dũng mãnh tinh tấn gọi là báo ơn cho Phật, không tiếc thân mạng, chịu khổ chịu nhọc là báo ơn cho Phật, truyền bá Phật pháp là báo ơn cho Phật, cảm hóa chúng sanh là báo ơn cho Phật. Hôm nay trong cái lớp thiền Tây Phương đó, có những người mới, họ đi, họ từ các nước Âu Châu họ qua đây, họ đi làm, họ qua đi học thời gian ngắn, rồi không biết làm sao họ biết mình ở đây có lớp, họ tới họ tu tập. Thì nhờ những anh chị đi lâu năm á, gần gũi họ, nhắc nhở giúp đỡ, cho nên họ rất là vui. Họ tới mà họ cảm thấy rất gần gũi. Đó, một hình thức mình cảm hóa chúng sanh. Cùng vào biển giác. Bây giờ cái lý do thứ bảy để chúng ta phát tâm. Thứ bảy, quán sát tội tánh vốn không. Vì lẽ tội lỗi chỉ do nhân duyên mà được phát sinh, thực chất chỉ có bởi sự thác loạn. Đã do nhân duyên phát sinh thì tội lỗi thì tội lỗi ấy cũng do nhân duyên mà bị tiêu diệt. Nhân duyên làm cho tội lỗi phát sinh là gần bạn xấu, hành động thác loạn. Nhân duyên làm cho tội lỗi tiêu diệt là chính ngày nay gột rửa tâm trí, chí thành sám hối. Vì lý do này trong kinh huấn thị, thực thể tội lỗi không phải ở trong, không phải ở ngoài, không phải trung gian, cho nên tội lỗi thực thể vốn không. Cái này sâu. Những cái sáu cái trước nghe dễ hiểu, mà cái này nó hơi sâu một chút. Là ở cái chỗ là chúng ta quán sát cái tánh tội, trong này gọi là tội tánh đó. Cái tánh của tội nó vốn là không. Bây giờ Pháp Hòa nói giờ tánh tội và tướng tội nè. Thí dụ như bây giờ á, mình đang cầm một cái kéo, mình đi thì bất chợt á, cái người kia chạy bộ sao sốc vô trong người của mình, thì cái cây kéo đó nó lỡ nó trúng cái người đã bị thương. Thì bây giờ cái tướng là rõ, nếu mà ai A Tầm Phù đi tới á, không thấy gì hết mà thấy là cái người đó nằm ở trong người mình, mà mình thì cầm cái kéo lôi cái người kia, thì cái tướng tội có à. Cái tướng tội là người ta sẽ thưa mình là hành hung. Nhưng mà cái tánh tội thì không có, là bởi vì sao? Bởi vì cái người cầm kéo không khởi cái tâm cố ý giết cái người kia hay làm thương cái người kia. Cho nên nhiều khi cái tướng tội thì mình thấy, mà cái tánh tội thì chưa chắc, vì người đó không có khởi. Đó là qua nói một ý. Cái ý thứ hai á, sở thật ra con người mình á, vốn không có làm tội, nhưng mà do cái nhân duyên mình ở gần một cái hoàn cảnh nào đó, cho nên nó làm cho mình dễ gây cái lỗi lầm. Pháp Hòa ví dụ, mình không có cái tâm ăn cắp, không có cái tâm trộm, nhưng mà vô trong cái quán ăn á, ngồi ăn xong đứng dậy thì có cái bàn bên kia họ bỏ quên vài trăm đồng. Thế thì cái tâm tham đầu tiên không có khởi, nhưng mà có một cái nhân duyên là người đó bỏ quên tiền, cho nên sao? Cái tâm tham của mình á, nó có cái duyên để nó khởi. Rồi đến mới đầu đỉnh, trời ơi, tiền của ai, tiền của ai bỏ quên đây, đâu đâu, để mình chạy ra mình trả lại coi. Thì có cái người thứ hai ta nói, dại quá, tiền lượm được rồi, dại gì trả lại. Cho nên họ xúi mình, họ xúi mình sao? Lấy cái tiền đó đi. Cho nên trong này mới nói nè, nhân duyên tội lỗi á, không, là vì chúng ta gần bạn xấu, hành động thác loạn. Cái này học Bồ Tát Giới là rành cái chỗ này lắm mà. Bồ Tát Giới là gì? Mình học nhớ không? Duyên trộm cắp, mình có cái nhân trộm cắp, cái duyên trộm cắp, phương tiện trộm cắp, quên hết trơn rồi.
Phải không? Mình có cái nhân nè. Có cái nhân là mình có cái tâm tham sẵn, mà nhân trộm cắp. Duyên trộm cắp là tự nhiên độ đâu có sẵn. Duyên trộm cắp, nhân trộm cắp, duyên trộm cắp, phương tiện trộm cắp, quơ đại, đi ngang rớt vô. Tôi đâu có ý. Phong Hòa nhớ cái bữa học về cái giới này, cô Diệu Đại đi xuống lầu lấy lộn đồ của người ta, xong rồi điên hồi mới nhớ trực quay trở lại, cổ đem trả cổ trả. Mà có nay cái này gọi là duyên trộm cắp. Khi mà học Bồ Tát giới mà tới cái giới này, mà giới của Diệu Đại, đi xuống vô lộn đồ người ta, nhưng mà khá nhớ trực quay trở lại. Cho nên rồi á, thật ra cái tội, cái tâm tánh của mình à, nó vốn không có tội, thuần chất không có gì. Nhưng mà có nhiều khi cái duyên của mình ở gần những người bạn xấu, rồi những cái nơi mà người ta sống một cuộc đời thác loạn. Thế nào gọi là thác loạn? Tại vì những cái nơi đó đó, người ta làm những cái chuyện gọi là vô cùng mà người ta không có suy nghĩ gì hết. Cái chữ thác loạn là sống, làm, nói, hành động không có cần suy nghĩ. Giống như bây giờ Pháp Hòa nói ha, thí dụ thôi, người ta nghe một bản nhạc, người ta ra người ta nhảy đầm. Nó có những cái điệu nhảy là không cần bài bản, ra là cứ nhiệt nhún múa mây quay cuồng, cỡ nào là cứ quay, đúng không? Nó có một cái loại nhảy đầm mà cái kiểu là ví dụ bây giờ hai người mà người ta nhảy nhảy đầm mà theo cái bản nhạc chậm thì kêu là nhảy solo ha. À, rồi rồi bây giờ cái bản nhạc tango thì phải nhảy kiểu tango, nhạc gì thì nhảy theo kiểu đó thì nó có bài bản, nó có tiết tấu. Nhưng mà có một loại thể nhạc nó hát ở trên sân khấu, nghệ sĩ cứ việc hát diễn đạt cuồng loạn tột cùng của mình và cái bản nhạc, rồi cái người thính, cái người đó cũng ra cứ việc nhảy, muốn nằm đất, muốn lăn, muốn lộn kiểu nào, thì một cái hình thức mình ví dụ gọi là thác loạn. Tức là muốn làm gì làm, muốn sống sao sống, không có bài bản, không có cần nghĩ ngợi gì hết. Giống như có những người, người ta nghèo, nghèo quá cái thì người ta lúc nghèo thì sống có để ý tiền nông, tối hồi phát giàu một cái sao sống thác loạn. À, sống thác loạn tức là bây giờ không còn biết nghĩa là gìn giữ gì nữa, sống buông thua. Thì ở đây cũng vậy, có đôi khi mình gần cái nhân mình làm tội là cũng do chúng ta ở gần những người không có chánh niệm tu tập. Ngày hôm qua, ngày hôm kia thì có một em nó người Canada, nó gọi lên chùa, nó gọi từ cái bệnh viện tâm thần. Thì nó mới nói tôi muốn hỏi thầy chứ thầy có nghĩ tôi khùng không? Thì Pháp Hòa không có thể trả lời nói yeah, that's why you there. Mình đâu có thể nói mấy cái chuyện đó được. Thì Pháp Hòa mới nói không không, em không có khùng, em có bệnh gì hết trơn á. Như bây giờ tôi nói cho em nghe nè, em phải sống đàng hoàng, bình tĩnh ở trong đó. Bác sĩ dạy mình sao mình làm vậy để chứng tỏ là mình là người không có bệnh. Mình đừng có cãi lời bác sĩ, mình đừng có cãi lời y tá. Mình cãi thì người ta nghĩ mình bệnh, rồi người ta nghĩ mình bệnh mà thật chất mình không có bệnh, thì người ta để mình vô trong cái chỗ đó mình bệnh còn hơn nữa. Thật sự có nhiều người người ta bệnh ít, nhưng mà sống gần một cái môi trường mà quá nhiều người bệnh tâm thần đó, họ bệnh nặng theo. Nó cũng có trường hợp như vậy. Cho nên đối với cái em này thì Pháp Hòa không có trả lời em là em bệnh. Em mới nói, Pháp Hòa mới nói là thay vì mình biểu nó nghe lời mà không có lý do, Pháp Hòa mới nói Du muốn chứng minh là Du không có bệnh đó, Du phải nghe lời bác sĩ. Người ta thấy Du đàng hoàng thì người ta cho Du đi về nhà. Còn Du mà không nghe lời thì chứng minh cho người ta thấy rằng Du thật sự Du bệnh. Mà Du mà bệnh ít mà Du ở trong đó, hoặc là không bệnh mà ở trong đó riết cũng thành bệnh. Pháp Hòa vô thăm mấy lần ở trong những cái bệnh viện tâm thần, có những em nó không đến nỗi nặng đâu, nhưng mà tại vì cái môi trường gần đó có nhiều người nặng quá thì từ từ nó nặng theo. Chứ Pháp Hòa vô và thăm hả, thấy nó biết xếp quần xếp áo,
Rồi Pháp Hòa ngồi xét chung với nó, rồi Pháp Hòa ngồi để ý nó làm việc, thấy nó đàng hoàng, nó không đến nỗi. Ở đây cũng vậy. Mình đem cái ví dụ này để mình nói, có nhiều khi á, cái tâm tội của mình không có khởi, nhưng mà do cái nhân duyên, cái hoàn cảnh, con người và hoàn cảnh xung quanh, nó làm cho mình dễ gây cái lỗi. Có nhiều khi á, mình không có nóng tánh, nhưng mà ở gần những cái môi trường mà con người làm cho mình dễ bực bội, riết cho mình cũng nóng tánh. Chẳng hạn như cái người nào mà giữ trẻ em đó nha, mà giữ trẻ em mà có cái tâm nóng nảy là cũng khó mà có thể làm babysitter được, làm mở daycare được. Cho nên cái tâm mình phải nguội lạnh, lặng mình mới có thể gần gũi các em được. Là vì mấy đứa con nít á, nó đâu bao giờ nó nghe lời mình đâu. Mà mình nóng tánh, mình dễ la thì tự nhiên lâu ngày cái mình trở thành một người như vậy. Giống như Pháp Hòa kể đại chúng, ở đây mình có một Phật tử không có biết chữ thề, nhưng mà đi ở gần một cái người chữ thề một thời gian, cái tự nhiên cái vị này biết chữ thề. Mà bữa nọ cái người kia sang cái đèn đỏ mà sang ẩu đó, nhém chút nữa đụng thì cái vị Phật tử này đánh cái tay vô cái bằng cái tay lái và chửi lên, thì cái vị Phật tử giật mình, nói trời ơi, hồi nào giờ mình đâu có chửi thề mà sao bữa nay ở đâu nó đi ra gọn hơi vậy nè. Thì mới ngồi nghiệm lại, nó ồ, một tháng qua mình đi thông dịch dùm cho cái người đó, và cái người đó là cái người chửi bậy rất nhiều, và mình gần họ mình nhiễm. Cho nên Tổ Quy Sơn mới dặn mình sao: ác tập ác giả, trưởng ác tri kiến. Gần cái người xấu ác thì nó huân tập cái đó, rồi lâu ngày nó trưởng dưỡng cái đó lên. Ác tập ác giả, gần cái người ác là nó huân tập cái đó. Một thời gian nào đó nó tăng trưởng cái ác đó, gọi là trưởng ác tri kiến, thì một hậu trầm luân. Đó là lời của Tổ Quy Sơn. Ở đây mới dạy chúng ta rằng á, chúng ta phải quán rằng cái tội mình á, vốn nó là không. Sở dĩ ngày nay mình làm tội là do mình có cái nhân duyên gần gũi. Tất cả các tội do nhân duyên, nhưng mà hễ nhân xấu thì nó thành ra lỗi lầm. Nhưng mà nếu mà là nhân tốt thì nó trở thành ra tội tiêu diệt. Cho nên trong này nói rất rõ, duyên làm cho tội lỗi phát sinh là gần bạn xấu, hành động thác loạn. Bây giờ nhân duyên làm cho tội lỗi tiêu diệt là chính ngày nay gột rửa tâm trí, chí thành sám hối. Bây giờ ở nhà không làm gì hết thì đâu có cơ hội sám hối. Bây giờ chịu khó đi về chùa tụng thời kinh thì đó là cơ hội. Tại vì mình ngồi một tiếng đồng hồ đó mình tụng thời kinh, đó là nhân duyên làm cho mình phát sinh cái tâm sám hối. Tội lỗi vì lý do này trong kinh huấn thị, thực thể tội lỗi không phải ở trong, không phải ở ngoài, không phải trung gian. Cho nên tội lỗi thực thể vốn không, thực đó là vốn không. Nhưng mà sở dĩ nó có là do những cái duyên nó tác động. Giống như cái người đi chùa đầu là cuối năm đó, đi giao thừa đó, đâu cũng đi chùa thì chỉ nghĩ là đi chùa cuối năm thôi, đâu có cái duyên gì để sanh tội đâu. Nhưng mà đi ra thấy ai có đôi dài giống của mình quá, mà brand new hơn của mình, giả bộ quên mang luôn. Phát khởi tâm trí có bảy sắc thái như đã nói rồi, hãy cố chuyên chú nghĩ tưởng chư Phật, chư vị hiền thánh khắp cả mười phương. Bây giờ mình tưởng tượng mình đang ở trước chư vị. Đảnh lễ chí thành, bộc bạch khẩn thiết, phơi trải tim gan, tẩy rửa lòng dạ, hổ thẹn đổi bỏ. Ngay câu đó thôi là mình thấy ba điều đó nha. Muốn sám hối thì lấy ba thứ thân nguyện ý ra. Vì tất cả lỗi lầm cũng từ đâu? Thân miệng ý. Bây giờ sám hối nè, bây giờ thế nào? Đảnh lễ chí thành là thân, thân thanh tịnh. Bọc bạch khẩn thiết là gì? Khẩu thanh tịnh. Phơi trải tiêu gan, tẩy rửa lòng dạ là ý thanh tịnh. Tại vì mình quỳ xuống, mình lại, lại gọi là thân, thân hành động là thân lại. Bây giờ khẩn thiết khởi lên. Kinh bạch Đức Thế Tôn, từ vô lượng kiếp cho đến ngày nay, con tạo rất nhiều những lỗi lầm hoặc cố ý hoặc vô tình. Ngày nay con xin chí thành sám hối tất cả những nghiệp chướng của con. Thí dụ vậy đó, đó mình nói lên cái lời khẩn thiết đó, gọi là khẩu.
dùng cái khẩu để nói lời khẩn thiết. Rồi gì nữa, thay vì tâm ý của mình đó, thì bình thường quá, bây giờ là phải làm gì? Phơi trải tim gan, tẩy rửa lòng dạ, hổ thẹn đội bỏ, sám hối cách đó. Tội nào không mất, phước nào không sánh. Nếu không như vậy mà lại đủng đỉnh, đủng đỉnh là đủng đỉnh là ý nói là sao đó, chần chờ đó, cù cưa cù nhằn đó, sàn tới sàn lui đó, trần chờ buông thả tâm lý xáo động thì chỉ mệt xác đâu có ích gì. Ở trong này cái câu này làm cho mình nhớ cái hình ảnh. Thí dụ bây giờ đang có một cái lò lửa cháy phừng, mình nắm ở ngoài này một cái nấm tuyết, mình bỏ vô cái lò lửa cháy phừng đó thì sao? Tuyết nó tan hết. Thì cái tội lỗi của mình nó cũng giống như một nấm tuyết, mà cái thành tâm khẩn thiết của mình nó giống như một cái lò lửa, nó có khả năng nó nung nấu, nó làm cho tiêu tất cả những tội nghiệp của mình. Mình sám hối như vậy, phước nào không sanh, tội nào không mất. Nhưng mà đừng có chần chờ. Ví dụ bây giờ có nhiều người nói tháng sám hối 2 lần, đó là mình quy định xưa giờ nha. Bởi vì nhiều khi cả đời cả năm đi ngày cuối năm à, đi bữa 30 ra sám hối cuối năm, chứ còn suốt năm ta không có sám hối. Huống chi mạng người thực chất vô thường, y như đèn đuốc lung lay trước gió. Mạng người thực chất vô thường, y như đèn đuốc lung lay trước gió. Một hơi thở ra không trở vào lại, thì thân này đây đã đồng tro đất. Quả báo khốc liệt ở trong tam đồ chính mình chịu lấy. Tam đồ là gì? Tam đồ nó có 2 ý. Nếu nói về nói một ý thứ nhất đó, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tam đồ thứ hai là gì? Chết về lửa, chết về nước, chết về gươm dao. Tam đồ. Cho nên mình mới đọc cái bài kệ khai kinh đó. Lại đấng tam giới tôn nguyên mạng 10 phương Phật, nay con phát nguyện lớn trì tụng kinh đại thừa vậy đó ha. Trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Cứu khổ 3 đường là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Súc sanh là nó đối với lại đau đồ, địa ngục là nó đối với hỏa đồ, ngạ quỷ là đối với thủy đồ, ngạ quỷ là đói khát. Cho nên nhiều khi ăn không có nổi, chỉ cần miếng nước thôi. Còn địa ngục thì sao? Nung nấu. Cho nên là tượng trưng cho lửa, hỏa đồ. Còn súc sanh thì sao? Bị chém, bị chặt, cho nên đối với đau đồ. Cho nên địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì bên này là nước, lửa, địa ngục là lửa, ngạ quỷ là nước, súc sanh là dao. Quý vị thấy trong kinh Lương Hoàng Sám nói có một con quỷ đó, người ta tin nó người ta thấy ly nước ta uống, nó không dám uống. Hỏi tại sao uống, nó nói tại vì con thấy cái đó là máu. Vì cái nghiệp của ngạ quỷ á, nó không thể thấy ly nước là ly nước, mà nó thấy ly nước là một ly máu. Cũng giống như Pháp Hòa nói nè, cái nghiệp của con người mình á, nó cao hơn, cái phước con người mình cao hơn con dòi. Cho nên mình thấy đấm phân dơ, nhưng mà con dòi cái nghiệp nó tới đó thôi, thì nó thấy đấm phân là gì? Là cái chỗ ngon của nó, vì cái nghiệp nó tới đó thôi. Cũng giống như mình thôi. Thí dụ bây giờ thấy mình nói ví dụ như chúng sanh mình á, đi ra chợ thấy miếng thịt ngon tươi thì mình thấy ngon, mình mua về mình ăn. Nhưng mà cái người ta tu cao hơn, ta ở cõi trời, ta ở bậc thánh, ta nhìn ta nói trời ơi, cái đó là một cái gì ghê gớm, phải không? Cho nên tùy cái nghiệp nào nó nhìn cái đó. Năm nay không biết quý vị có coi tin tức không, ở ngoài Bắc á, người ta đi chùa Hương á, mà họ treo thịt nai, thịt nhím, con này con kia họ treo,
mà người ta mua đó, người ta tới người ta thẻo từng miếng, thích khúc nào cắt khúc đó mà máu me nó chảy, trời ơi mình thấy một cái cảnh khủng khiếp. Vậy mà không ai làm gì, không ai làm sao để mà giải quyết được những cái chuyện đó. Đó, đối với mình á, xin lỗi, mình không phải tu giỏi gì, nhưng mà mình cũng có một chút cái sự thánh thiện trên đó, thì mình không thể nào mình treo một cái con lên mà trước một con đường đi lên trên chùa như vậy mà bán một cách như là trắng trợn mà thấy nó khủng khiếp như vậy. Ai thích khúc nào cắt khúc đó ra bán, lên mạng coi. Rồi bây giờ người ta mới phản ảnh, người ta nói bây giờ các thầy các sư cô nghĩ gì về những cái cảnh tượng như vậy. Đó, cho nên á, nghiệp của chúng sanh á, mỗi loài mỗi nghiệp á, nó tùy theo cái nghiệp mà nó chiêu cảm. Chẳng hạn như mình buông chén cơm, mình thấy chén cơm ngon, nóng hổi ăn, ngạ quỷ không thấy đó, ngạ quỷ thấy đây là chén lửa, ăn không được. Địa ngục không thấy cái đó, nhưng mà vì chén cơm mình hơi hổi, mình nói ngon đó, cõi trời thấy khác à, cõi trời thấy chén cát à. Cho nên cái người mà cái phước là cái phước của họ nó cao hơn họ. Tại sao mình đi ra ngoài đường á, mình thấy những cái nơi mà ở dưới đường Jasper nè, thôi nó thác loạn ở dưới đó, mình đi dưới mình đi ngang mình nói trời ơi cảnh tượng khủng khiếp. Nhưng mà những cái người mà sống theo cái nghiệp đó thì đâu thấy gì khủng khiếp, thấy đang ngon lành, vui sướng. Cho nên tùy theo cái loài và cái phước của mình tu đến đâu thì mình có cái nhìn nó xa hơn, cái đó gọi là thiên nhãn. Đâu có cần nhìn thấy gì nó chết chết đâu. Thiên nhãn là thấy rõ cái thực chất bất tịnh của các thứ, thấy được cái thực chất vô thường bất tịnh của các pháp hiện hành đây nè. Đó là cái thấy của thiên nhãn. Còn cái thấy này là hoa, này là bông, cái này đẹp rồi, ai mà lấy của mình tiếc, mình thương, mình chửi, mình mắng, đó là cái thấy bình thường của phàm phu. Nhưng bây giờ tu cao một chút, lỡ ai vô đây lấy mất cái này rồi, không có buồn, nó tại mình để hở người ta lấy thôi, mà chắc người ta cũng cần người ta lấy thôi, thôi kệ, phải không? Nó chưng ở đây nó cũng được, mà chưng ở chỗ khác cũng được. Cái thấy như vậy gọi là thấy của người thiên nhãn. Cũng cái thấy đó, nhưng mà thấy cao một chút là thiên nhãn. Còn mà thấy bằng cái pháp nhãn là sao? Ôi, vô thường. Nó ở đây 2 ngày nó cũng héo, nó về tay người khác giỏi lắm 3 ngày nó cũng héo. Thấy bằng pháp nhãn. Cho nên cũng con mắt này, nhưng mà do cái công đức mình tu cho nên nó có công đức thấy khác. Cho quý vị đọc kinh Pháp Hoa coi. Người nào mà tụng kinh Pháp Hoa đó, được mấy trăm công đức của miệng, mấy trăm công đức của tai, mấy trăm công đức, nhớ không? Tại sao nói như vậy? Pháp Hoa là gì? Là cái người sống được với cái tâm vô nhiễm mới lấy cái biểu tượng kinh Pháp Hoa. Pháp đây là diệu pháp, hoa là liên hoa. Cho nên 2 chữ Pháp Hoa là diện và nói gọn của 4 chữ diệu pháp liên hoa. Thay vì phải nói là diệu pháp liên hoa thì nói gọn lại là Pháp Hoa. Lấy của chữ diệu pháp thành lấy chữ pháp, liên hoa lấy chữ hoa, cho nên là liên hoa. Thay vì nói là kinh diệu pháp liên hoa thì gọi là kinh Pháp Hoa. Người nào mà sống được với cái mà cái pháp, cái chữ liên hoa đây là biểu tượng của một loài hoa không có nhiễm. Người nào sống được với cái tâm vô nhiễm của liên hoa thì sao? Cũng con mắt này, cũng cái miệng này, cũng cái mũi này, cũng cái lưỡi này mà công đức nó sanh. Không có chê à. Thấy người ta làm gì phải trân trọng, phải quý, tốt. Chị làm này được á, nếu mình giỏi hơn góp ý đi. Cái này được nè, nhưng mà cái cách của tôi hôm nào chị về chị thử coi, cái này nó làm hay hơn. Chê một tí, cũng một tiếng chê, mà rồi thì cũng phải ăn. Phải chê chứ. Mình bực mà người ta cũng khó chịu, khen tiếng người cái công đức nó sanh. Cho nên tu hành nó không có khó, nó có ở cái chỗ là chúng ta kiểm được cái tâm hành của mình khi nó khởi. Cũng tiếng nói thôi, mà chê xong rồi cũng phải ăn à, để không ăn có gì đâu ăn. Nhưng mà mình chê xong cái này mình ăn cảm thấy nó không ngon, mà người nấu cảm thấy thất vọng vì người ta để tâm quá trời mà nó không ngon.
Nói như vậy không có nghĩa là mình bãi bôi, không phải. Nhưng mà mình thấy rằng cái nào nó cũng ngon hết á. So với một cái bữa ăn mà nghèo của mình ngày xưa, nó ngon hơn nhiều. Có một hôm mà Pháp Hòa ngồi cái thì Pháp Hòa đếm đếm lại thì thấy là mình đã xa xa quê hương là 27 năm, gần nửa đời người. Nếu mà tính ra 30 năm là nửa đời người đó. Thì Pháp Hòa mới viết 4 câu thơ: gần nửa đời người xa cố hương, trong tôi vẫn trọn một niềm thương, vẫn nhớ hàng dừa con sông nhỏ, vẫn nhớ đồng quê nhớ phố phường. Rồi Pháp Hòa nhớ cái câu gì nhớ những ngày mưa ngập cả đường, nhớ cơm đạm bạc với chao tương. Tại vì có những cái bữa chao tương đó mà nó đã nhờ những bữa chao tương đó mà nó có ngày nay ra mình. Cho bây giờ đối với Pháp Hòa, Pháp Hòa ăn Hòa khen á, quý vị đừng có nghĩ rằng Pháp Hòa nói cho quý vị vui, không có đâu. Thật sự là Pháp Hòa ăn cái gì Hòa cũng thấy ngon hết. Và so ra với ngày xưa, cái bữa cơm tương hột là muối ớt, dưa leo, nó đã ngon hơn rồi. Cho nên đời này mình thấy ăn cái gì cũng thấy ngon, và ai làm cái gì mình cũng trân trọng. Tại vì hồi trưa này Pháp Hòa đọc một bài thơ bằng tiếng Mỹ, và trong đó có 2 câu Hòa rất thích. Why we are here? Tại sao mình có mặt ở đây? You are here to offer me your happiness. I am here to offer you my joy. Tại sao mình có mặt ở đây? Anh có mặt ở đây để dâng tặng cho tôi hạnh phúc. Tại sao tôi có mặt ở đây? Tôi có mặt ở đây để cống hiến cho anh niềm vui. Và tiếng Anh nó gọi là interrelationship, sự liên hệ mật thiết. Nếu mà không có cô Loan thì mình không có những quyển kinh đẹp mình tụng, chữ nghĩa rõ ràng. Rồi không có người hùng góp thì mình không có những quyển kinh để mình in, không có khả năng mình in, phải không? Rồi như bây giờ mình có khả năng in, mình có khả năng làm đẹp mà không có ai dịch kinh cho mình, thì làm sao mình có bản kinh dịch cho tiếng Việt để mình tụng? Cho nên cầm một quyển kinh lên là mình thấy biết bao nhiêu những cái ân tình ở trong đó. Người thì cặm cụi dịch từng chữ, từng ý của Phật ra chữ Việt cho mình. Người phải ngồi đánh máy lại cho mình, người phải ngồi lấy áo. Cho nên không có khả năng gì mà chúng ta gọi là xem thường quyển kinh hết. Cầm quyển kinh lên trân trọng. Người ta xin lỗi, người ta đem một cái dĩa rau lên cho mình ăn á, mà cầm cái cọng rau lên mà có cái sự, cái tâm niệm là mình thấy biết bao nhiêu. Người ta không để tâm, người ta đâu có rửa rau cho nó sạch, phải không? Người ta đem lên cho mình mà. Cho nên Pháp Hòa mới nói, mỗi lần mà ăn món giá đó nghe, mà có người ngồi lặt từng cái đuôi giá là trời ơi, Pháp Hòa thấy ăn cái gì đó tội quá. Người ta ngồi lặt từng cọng giá vậy đó, mà mình ăn mà không có khởi cái lòng trân trọng thì nó uổng biết bao nhiêu. Có nhiều vị đổ bánh xèo mà ngồi lặt cả rổ giá, lặt đuôi sạch trơn hết trơn, tội không? Trân trọng. Sống như vậy thì mình lúc nào mình cũng thấy mình mang ơn và mình nhớ ơn. Và cái tâm niệm của mình á, mình cũng bớt đi làm những cái lỗi lầm. Thật sự mình tránh bớt thôi, chứ mình nói mình không thì khó, phải không? Nhưng mà bớt những cái lỗi lầm, dẫu có dám làm những cái điều gì cho người khác khổ đau buồn khổ, vì mình thấy được cái sự góp sức của người ta. Thôi tối nay mình nói thêm được một phần. Cảm ơn đại chúng đã theo dõi buổi nói chuyện. Có ai có thắc mắc gì không? Không có, xin hồi hướng.